Chào mọi người đến với kênh của Mộc Không Béo nha. Hôm nay Mộc ăn bún mọc nè mọi người ơi. Bún mọc nhà nấu á mọi người. Có mọc nè, có sườn non nè, chả chiên, chả lụa chiên mọi người, là trứng cút nữa. Chè ô long long nhãn nè mọi người ơi. Mọi người uống với mọc nha. Ô long long nhãn của quán mọc nha mọi người. Mọi người ăn bún với mọc nha. Hôm nay trời mưa to lắm mọi người ơi, cho nên là nghe tiếng mưa hơi to. Mọi người thông cảm giùm mọc nha. Wow. Ngon quá. Muốn rất là thanh luôn mọi người. Trứng cút mà. Ngon. Ở ngoài trời mưa, trong có trong nhà có một tô bún mọc nóng hổi, còn gì hạnh phúc hơn nữa mọi người ha. Một bỏ hơi miếng rau nha, hơi thơm. Ăn mà đổ mồ hôi luôn mọi người. Ngon quá. Cái này được coi là tô bún mập giải chiến mọi người. Hầm sườn chút xíu thôi, mua mọc về thả vô. Ngon. Ở ngoài thì mưa tầm tã, trong này mập ăn mập vẫn bị đổ mồ hôi.
Một khoai trứng cút. Nãy một đứng một lọ trứng cút, một lụm mấy trái mọi người. Ngon quá. Sườn sụn. Loại sườn mà mình thích nhất. Sườn sụn. Ngon mọi người. Một khoái nhai vậy à. Nó giòn gụm luôn. Đã. Đã quá. Mồ hôi mập đổ như tắm luôn mọi người. Nóng. Ngon. Quá ngon. Đỡ quá. À. No quá. Ngon quá. Vừa no vừa ngon. À. Tức tắc. Trời mưa. Có một tô bún mọc giả chiến. Còn gì bằng đó mọi người. Cứ đều đâu. Ngồi trong kho hơi nóng xíu thôi.
Khi mọi thứ là đều là perfect các mọi người. Cô lâu lắm nhãn nha mọi người ơi. Ngon quá. Chưa có mập xong rồi nè. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video của Mập luôn nha. Mập cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã ủng hộ video của Mập nha. Mọi người có góp ý gì thì cứ comment nha. Mập sẽ cố gắng cải thiện và rút kinh nghiệm để video của Mập ngày sẽ càng hay hơn nha mọi người. À mọi người có đi Vũng Tàu chơi á thì ghé quán Mập chơi nha. Quán Mập là Letto nè. Địa chỉ Mập để dưới đây nha mọi người. 240A Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu nha mọi người. À mọi người, đây. Cái bánh mà Mập bán là bánh này nè. Bánh snack này nè mọi người. Bánh snack này là của Thái Lan mọi người. Một hũ này chỉ có 50 cành thôi. Rất là rẻ luôn mọi người. À Mập có bán combo 4 hũ. 4 hũ là Mập bán 190k. Còn một hũ này Mập bán 50k nha mọi người. Bánh này có 4 vị nha. Trong biển nè. Phô mai nè, gà, đây là gà nè mọi người. Đây là phô mai nè. Rong biển và tôm dâm nữa mọi người, có tôm dâm nữa. Đây, tôm dâm đây. Đó. Mọi người có muốn có nhu cầu muốn mua hay muốn ăn sỉ hay hoặc là lẻ gì cũng được, Mập cũng đều ship hết á, ship tận nơi, ship toàn quốc luôn mọi người. Số điện thoại Mập để trên màn hình nha mọi người. Mọi người đó là Zalo của Mập luôn. Zalo số điện thoại của Mập luôn, Mập để trên màn hình, có gì mọi người muốn mua sỉ hoặc lẻ gì thì inbox cho Mập nha. Cái này là hàng nhập khẩu của Thái Lan, công ty trực tiếp của Thái Lan luôn mọi người. Rất là an toàn, mọi người đừng có lo nha. Có thương hiệu đàng hoàng nè, có hạn sử dụng đàng hoàng, có thông tin chi tiết thành phần rõ ràng luôn mọi người. Mọi người đừng lo nha. Có thắc mắc gì thì mọi người cứ inbox Mập, Mập sẽ tư vấn cho mọi người nha. Giờ thì bye bye mọi người nè, hẹn mọi người ở clip sau nha. Yêu mọi người nhiều nè.